Hello mấy friend nhé. And welcome to Tanaka vậy đó. Có thằng cu nó đang đứng ngay cái đèn kia nhìn mấy friend kìa. Thằng cu này nó đứng bằng hai tay hả? Thằng cu này đang chống đậy thì vậy. Cũng biết có phải là thằng cu hay không nữa, nhưng mà nó cầm cái liềm mấy cái gì á. Nó đang cứ tư thế chuẩn bị xuất phát marathon đường dài vậy đó. Done. Xong rồi mấy friend. Cái gì đấy? Bấm mẹ để đọc. Mysterious. À, xin lỗi. Cái gì đây, một người đàn ông thì bị cắt ra làm đôi một cách tàn nhẫn với không một cái manh mối nào cả mấy friend. Ngày mùng 3 tháng 10 năm 2023 vào lúc 8 giờ 30 phút tối mấy friend, Nhật Bản, Asakikawa, một người đàn ông được tìm thấy với cái xác của mình thì bị cắt ra làm đôi gần một cái nhà ga gì đó ở khu vực thành phố Asakikawa mấy friend. Đó là một vụ tai nạn rất là kinh hoàng mấy friend, là đối với cảnh sát. Hiện trường vụ án thì được phát hiện bởi những cái người đi qua đường với những cái âm thanh rất là kỳ lạ vào một buổi tối thứ sáu gần hôm đó. Nạn nhân thì trông giống như là đã bị chặt bởi một chiếc rìu mấy friend, máu thì văng ra khắp nơi. Cảnh sát đã phong tỏa hiện trường lại và đang điều tra, nhưng mà họ không tìm thấy bất cứ một cái hình bằng chứng hay là một cái nhân chứng nào có thể giải thích được chuyện gì đã xảy ra mấy friend. Một vài người thì đề nghị xuất rằng là cái vụ tai nạn nó có liên kết đến một cái truyền thuyết đô thị, đó là Teke Teke mấy friend, một con ma dưới hình hài của một người phụ nữ đã bị cắt ra làm đôi bởi một đoàn tàu và bây giờ đang ám cái đoàn tàu ở cái khu vực đó. Bà ta thì đang lê lết trên cái thân trên của mình với hai cái bàn tay của mình, tạo ra một cái âm thanh là tích tích kè, ok? Với bất kỳ ai mà đi ngang qua và bị bà ta thấy sẽ bị cắt ra làm đôi luôn bởi một cây rìu hay là một cây gạt lúa gì đó. Tuy nhiên thì cảnh sát không có xác nhận cái lời đồn này và vẫn đang tìm kiếm cái sự thật. Họ thì đang hỏi công chúng là à quên, họ đang yêu cầu công chúng là trở nên bình tĩnh đi và cảnh giác, báo cáo lại cho cảnh sát bất kỳ cái hành vi gì đáng nghi hay là những cái thông tin gì đó với cảnh sát. Ok. Ai chà, thật là không thể nào tin được mấy friend, unbelievable. Sao chuyện này có thể xảy ra được chứ? Gì nữa? Thôi đọc thì đọc lắm. Có cái gì đây nữa? Lời nhắc nhở của mình là đi mua tạp hóa, ok. Ui mình quên mất. Mình cần phải đi mua tạp hóa thôi. Ui nhân vật hay nhỉ, có mấy cái ứng dụng này tải đâu vậy? Đôi khi mình làm việc này làm việc kia khi mình hay quên. Mình cần tải cái ứng dụng này về, lâu lâu ngồi bấm máy tính nó còn nhắc mình đi. Ví dụ như là Dũng ơi đi đái kìa, ừ, đó. Dũng ơi đi ẻ kìa kìa kìa. Ừ, nghe phản cảm quá hả? Đùa chứ lâu lâu nó phải nhắc mình đứng dậy rồi duỗi lưng duỗi cẳng rồi các kiểu. Xây người các kiểu chứ không là bị trĩ rồi bị xương khớp các kiểu, cột sống các kiểu, biết phải không? À, vừa nói phát duỗi lưng phát kêu rắc 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 rắc. Thứ cần phải mua đó là sữa 2 hộp, dầu ô ly 1 chai mấy friend, gạo 1 bịch, ramen 2 túi, cereal là cái đinh gì, túi trà nữa, 3 bịch snack với lại cái rửa chén. Let's go. Ai chà cha, đồ họa yêu thích của ai đây ta? Wow, nghe tiếng tàu luôn kìa. Wow, tao chạy nhanh như chó vậy, lỡ thằng nào mà không kịp tránh đã tông chết sao? Mình đi bộ à? Không có xe đạp à? Sao mình ở cái khu nhìn buồn cười vậy? Ừ, sao tạp hóa gần hòm vậy? Không kịch tính gì hết, mình tưởng phải chạy bộ phải còn cả km rồi mới tìm được tạp hóa rồi nó mới xúc động và cảm động chứ, này quá bình thường. Game có thể lực như mấy vết, tạm thời thanh thể lực của mình tụt về không rồi, để mình đứng lại xem nó hồi bao lâu nào. Lâu đấy, khá lâu để hồi lại cái thanh thể lực này đấy. Tạp hóa 24 trên 7. Jesus, cảnh sát đi xe đúng ổn luôn. Mình thích hóng drama lắm, nhưng mà nó chạy nhanh quá, với chạy xa quá, không đủ điều kiện để dí theo. Ai chà, cái khung cảnh này sao nhìn nó chiêu vài cứt. Bên Nhật, à quên, mình đi mua tạp hóa cái này, không nên đi lần vật mà tham thú cảnh vật về đêm, nó yên bình ghê mày friend. Oh my god, nếu nhờ mà thành phố mà đang đi giờ cái tầm này giờ này tìm được một cái gọi là con đường gọi là thanh vắng mát mẻ như thế này, nhìn lên bầu trời đầy sao mày friend, dưới những cái ánh đèn gọi là neon kia, đi trên một cái vỉa hè nói chung là vắng lặng. Đằng sau kia có một anh bạn gọi là đầu hơi hói, gọi là hói hai bên chứ lộn, hơi ít tóc mà phải, đang cầm sẵn một cái gì đó vật, nói chung là không biết là nhọn hay không, nhưng mà đang có ý đồ gọi là ra cướp tiền của mấy bạn. Như thế thật là chill làm sao mấy bạn. Tầm này giờ này thì anh ấy hay hành động lắm. Giọng uy bu thế.
Lô. Xin lỗi. Không nên nhại giọng người khác về đen. Nhưng mà giọng con này nghe wibu quá. Con này chắc là ban đêm là bán ở tiệm tạp hóa, ban ngày đi lồng tiếng anime cũng nên. Giọng lolicon. Gì đây? Ramen. Ramen mấy túi? Hello bà. Gì? Đánh nhau với người già cháu không có chơi đâu, bà đi chỗ khác đi. Mấy thanh niên này còn được. Đâu rồi, ramen đâu rồi? Hai túi. Gì đây? Bà tính móc túi cháu à? Túi cháu không có tiền đâu. Cái bà này. Bà này còn người còn nguyên vẹn, chắc không phải là bà ma truyền thuyết đô thị gì đâu. Snack mấy bịch, ba bịch. Hay là bà này kỳ thị cái câu rồi này mình nói con kia ta, có thể là vậy. Bà bảo mày hãy xin lỗi con bé đi. Ok. Komenasai. Yamate. Dame. Wait what? Bà đi theo mình thật nè. Mình tưởng là bà tình cờ đấy chứ. Hello. Sao bà theo cháu vậy? Hứ? Ban đêm. Có chuyện chết một người phụ nữ trở thành sự thật đấy. Chạy đi chàng trai trẻ à. Sao bà không chạy? Mắc gì tôi phải chạy? Tí nó bắt bà đầu tiên. Hóng nó bắt bà này người lên. Mùi gì vậy? Tí ra nó chém chết bà này. Oli oi một chai my friend. Tibet một túi. Gạo một túi. Cái gì đấy? Sữa. Hai ba hộp. Hai hộp cho lộn. Cereal my friend, ngũ cốc. Chào buổi chiều. Chào buổi chiều cô gái trẻ. Cô có nghe về teke teke chưa? Không, cháu chưa nghe. Teke teke. Ý bà nói về cái truyền thuyết gì đô thị đó hả? Đúng vậy, chính xác. Cháu đang còn trẻ nên cháu không biết cái đó được đâu. Nhưng các bạn như truyền thuyết thì dạo gần đây trở thành sự thật rồi. Rất là đáng sợ luôn. Ôi thật sao? Ủa, ủa là giờ ai dịch vậy? What the fuck? Mình biết giọng ai là giọng ai nữa. Nếu như mà bà ta xuất hiện tối hôm nay, cháu không chạy được đâu. Cháu hãy cẩn thận nha cô gái trẻ. Hãy rất là cẩn thận nha. À vâng, cháu cảm ơn bà. Ừ, cháu sẽ cẩn thận. Tiếng gì vậy? Sao bà này già mà mê tín vậy? Hứ? Em gì đâu rồi? Em gì xinh xinh tươi tươi đó rồi? Ủa đóng cửa đi mất tiêu rồi. Chưa tính tiền cho anh mà. Tí anh dẫn về ok. Không bị gì phải sợ hết. Nếu mà nó có đến thì anh chỉ show em ra ok. Sau đó anh sẽ có 5 phút để bỏ chạy. Đùa thôi. Mình nói đùa đấy. Tất nhiên là những bạn nữ xinh xinh với lại đáng yêu như vậy, mình phải gọi là giang tay ra giải cứu, mà phải hy sinh cái tấm thân gầy này ra chứ. Làm sao mà làm cái hành động bỉ ổi vô liêm sỉ được như vậy đúng không? Đúng rồi. Tạm thời cứ nói như vậy đi cái đã. Thực tế là mới biết được. Đó rồi, em gái đó rồi. Tính tiền coi. Không tính tiền về luôn á. Thôi thì về đây. Nhân vật bảo mình đi tìm con bé kia rồi tính tiền. Đâu có vào đây được. What the hell. May mà mình biết sơ đồ cấu trúc của mấy cái tiệm tạp hóa 24 trên 7. Tại vì chơi quá nhiều game kinh dị 24 trên 7 rồi. Hello, làm gì em? Có Facebook không? Có Zalo không? Anh làm gì đây vậy? Anh xin lỗi. Anh chỉ đến đây để tính tiền cái hóa đơn của mình mà. À, em hiểu rồi. Chờ một chút nha, em sẽ quay trở lại thôi. Làm ơn anh quay trở lại cửa hàng mà đợi đó đi được không? Được rồi, để anh quay lại. Ôi. Điện thoại đó là móc ra mấy bạn. Những lúc này là mình phải móc điện thoại lên quay phim mấy bạn. Quay đăng lên Facebook, quay lên. Ui, quay cái này đưa cho bạn bè mấy friend. Cái nào hình ảnh nói chung là nhạy cảm quá thì chia sẻ trong hội nhóm thôi. Cái nào mà đỡ đỡ là đăng lên Facebook mấy friend. Câu view, câu like. Chị nghiệp nhập vai nó phải thế. Tài xế đâu rồi? Hỗ trợ tài xế phát chứ sao nhân vật ngơ ngơ thế này.
đúng là không học luật giao thông đường bộ gì hết. Thấy những cái tình huống như này mấy mày phải nhanh chóng gọi là bật cửa xe ra, ok, rờ vào đùi xem là xem bóp nó có tiền à quên, nó có chứng minh thư đồ gì không, xong rồi lấy điện thoại của nó phải iPhone 15 Pro Max thì giả bộ à quên bấm lên xem cho nhận diện gương mặt gọi người thân đó chứ. Thôi kệ đi ấy, nhân vật chưa học luật giao thông nên là coi như là chưa thấy gì đi. Thần này nấy lo mày men, việc ai người nấy làm. Ủa con bé cái đâu? Nhanh em, nhanh anh đi về cái, về đăng cái video mới quay được. Anh muốn trả tiền mấy cái thứ này ok. Chào buổi tối. Của anh là 2.750 yên. Chờ xíu nha bé. Hồi nãy cái bà cái bị làm sao vậy? À cái bà đã hơi bất bình thường một tí đó mà, em nghĩ là như vậy. Về đêm thì bà hay nói mấy cái câu chuyện lạ lùng lắm á. Câu chuyện lạ lùng về đêm sao? Đây tiền thừa của anh đây. Cảm ơn em. Chờ anh Google phát. 2750. Nghe bảo yên giờ mất giá lắm mấy em ạ. Ghế con thằng đi tạp hóa hết 450 luôn. Vãi cướp. Đúng là nhà giàu đi tạp hóa có khác. Ủa bé ơi, sao bé nhốt anh lại rồi? Có thích anh thì xin Zalo, xin Facebook anh cho chứ đâu cần phải làm như vậy. Bé ơi, cửa bị khóa đây cho mấy phát. Cái tiếng gì trong nhà vệ sinh vậy? Sao tiếng game lúc to lúc bé đấy? Mất trẻ không? Một cái vé tàu bên đây. Ừ. Không về được. Tiếng ai đập vào cửa kính kìa. Má nổi da gà thật sự. Ghê vậy kích. Ý là ai đập cửa kính ngoài kia mình ra ngoài đó đâu. Mà đứng đây cũng gớm, sao con kia tắt đèn rồi, con kia tưởng mình về nó đóng cửa nó tắt đèn rồi. Con hầm này người ta đang đứng lại, người ta đang ấy mà, người ta đang đứng lại Google xem thử là 2.750 yên là bằng bao nhiêu tiền Việt Nam đồng. Mắc mớ chi mà nhốt con. Rõ ràng mình thấy nó đang còn khỏe mạnh, chạy hơn cả vận động viên điền kinh mà phải. Sao tự nhiên ra đến đây cái bị cắt làm đôi như vậy thì thôi chứ bố nào dám chạy nè, bây giờ cho tiền mình không dám chạy ok. Mình chưa giải thích được cái hiện tượng này cho nên là mình chưa nhấc chân lên được. Chân mình bây giờ đóng băng rồi, chân mình giờ run bần bật. Ý là ngoài đời thì không run như trong game đâu, nhưng mà ngoài đời nó cũng được nữa vậy đó, 50% rồi đó. Thấy hơi tê tê chân rồi đấy. Có thấy ai chém con này đâu ta? Sao tự nhiên đứt làm đôi vậy? Có ai được đứng đó hả? Này có tiếng người gõ kính cộc 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 lấy ngón tay gõ vào cửa kính các bạn. Mình đang phân tích tình huống một tí mới đây nữa. Tạm thời đứng yên không chết thì tốt nhất là cũng không nên di chuyển ok. Chơi game nhập vai mới đây. Sống dai chưa chắc được trở thành huyền thoại. Ai vừa chém con này đấy? Có ai nằm dưới đây không? Hello. Hãy nhớ rằng giữ nút ship để chạy. Cảm ơn game đã nhắc. Mình biết mà. Nhưng mà game có thanh thể lực. Thử mò vào túi xem có iPhone 15 Pro Max gì đó. Chắc không được hả? Gì đấy, cái gì đấy? Nghe tạc 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 bên kia rồi kìa. Từ từ đi bộ giữ thể lực cái đã. Nghe bên này nè. Đeo tai nghe và đi bên phía này. Để mà biết. Thôi mình đi giữ đường cho chắc. Mà lỡ mấy anh công an tông mình ra. Nhà mình kìa. Dấu đỏ giống như GTA Vice City kìa. Ok chừng này thể lực chạy được. Chạy được về nhà rồi đó. Má vừa nghe tạc 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 sau lưng nhé. Christ.
Ending 1 đến 2 và bị cắt làm đôi, ok. Một bước đến thiên đường, còn có xíu để về đến nhà rồi mà. Còn một xíu. Dạ kìa. À bây giờ thì mình biết con Teke Teke là con như thế nào rồi. Ê, mình kìa mấy đèn. Ê, Dũng kìa, Dũng kìa. Ra chào Dũng phát. Ra ai đi ngang qua nhà bộ cắm cho Dũng nén hương ngay chỗ đó cũng được. Dũng chết vì bệnh đau tim mấy đèn. Với lại chết vì tê chân nữa. Tê bì tê chân. Mày có ai nhớ xe cảnh sát chạy ngang qua đây không? Lỡ mất chuyến xe rồi. Tiếc thật. Speed run. Cái cha bà già đây lẹ. Speed run lẹ. Nhà bảo việc. Ủa sao bà không nói chuyện với mình? Bà không thèm nói chuyện với mình kìa. Sao mình mua được? Trời ơi, thằng nhân vật ngồi nghe bà kia nói chuyện. Mình biết ở đây có bịch rồi này. Mình nhớ vị trí thì tí mình ra mình mua cái xong mình chạy cho nó lẹ. Còn kia chết trước, mình chết sau. À quên, lộn, mình không chết chứ. Nghe bị người Nhật làm hay sao á, lồng tiếng bằng tiếng Nhật luôn kìa. Bé ơi, bé, tính tiền nhanh cái. Bé em tính nhanh về đây. Đi về. Bà già cái đâu? Ủa? Shit, nhân vật không chịu về. Nhân vật bảo vệ trả tiền nên mới về. Thế thì làm gì có good end cho tôi. Mà đâu có được. Sống như vậy vô văn hóa lắm. Bên Nhật họ sống có nề nếp lắm. Bên này rác họ còn không thể xả ra đường nữa. Làm gì có chuyện đi mua đồ xong không tính tiền. Như thế thì mất dạy quá. Không có thể có good end được. Good end là cái kiểu gì Chúa mới biết được. Bà già kìa. Đi theo bà thôi. Đồ giày đẹp đấy. Không điện nữa. Hết đường rồi. Hết map rồi. Cứ tưởng có cảnh bà bị giết nhưng mà không có. Anh làm gì ở đây vậy? Tất nhiên là đến đây để trả tiền rồi. Chui vào xe này được không ta? Đâu có được, xe này hư rồi. Sao có ending 2 được? What the fuck? Konbanwa. Chạy nhanh ra cửa. Lần này không Google cái bao nhiêu tiền Việt, bao nhiêu tiền Yên nữa. Mình giữ sẵn nút ship rồi. Chỉ cần con này nhả mình ra một phát là mình phóng ra cửa luôn, baby friend. Cái vé tàu ok. Hồi nãy cái ba kia đứng chỗ nào ta? Cái ba teke teke này mình có thấy đâu. Nó chuẩn bị thấy cái cảnh con bé cái chạy ra xong. Ghê phải kích. Mình bảo game cái gì chơi lại lần 2 không ghê. Nhưng mà giờ nhìn lại là càng ghê. Con bé cái chuẩn bị chạy ra nó gớm rồi nè. Cảnh tượng kinh tởm mày kích. Ô, nhà vệ sinh trốn rồi. Nhà vệ sinh tối quá. Bé ơi cho anh chạy với. Hai đứa cùng chạy. 1, 2, 3 bé chạy ra này. Chạy ra đi bé. Ra đi.
Sao này mình chết ta? Này nó lao ra từ chỗ nào ta? Này nó chạy đằng kia rồi. What the fuck? Vừa nghe nó xong. Có thấy nó đến từ đâu đâu. Mình nghe. Đấy, ending 2/2 của mình đấy. Nghe cái tiếng chưa? Tiếng tiền trước bà già đã bỏ chạy. Tiếng tiền bé ơi, anh tiếng tiền trước, anh tiếng tiền trước, anh đến trước, anh đến trước, tiếng tiền đến trước. Chơi mà chơi ưu tiên người già. Rất là có đạo đức, rất là có đạo đức. Trời ơi, còn nhà ai mà sinh thế này cuối cùng lại chết mất. May mình không đặt tên cho bạn này là Ruby ấy, chứ không là bây giờ Ruby đang ngồi khắp khu trên kênh chat. Rồi đến giờ biểu diễn nó bé rồi. Lần này hết sợ rồi. Ra đi bé ơi. Chạy một mạch nè bé ơi. Bé gì ơi? Mấy cái cảnh này coi đi coi lại vẫn thấy nổi hết da gà mày friend. Thank you Long vì 1 tô 4 mày friend. Thank you, thank you. Đây giờ lần này mình đi đường này ok. Ê? Đi được nè. Mặc dù không biết đây là đâu hết. Đâu có được, đến đây hết đường rồi. Cái gì đấy? Tài liệu mật của FBI. Hả? Car key, chìa khóa ô tô mày friend. Yes. Vừa rồi có cái tiếng gì đổ bên này nè, ghê vậy, kích nổi hết da gà luôn. Giống tiếng gỗ rơi xuống mặt đất á. Wait, what? What car? Xe nó về xe ấy đâu? Xe này của thằng nào té chết rồi mà. Vừa nghe. Mấy phải đeo tai nghe đi để cảm nhận cái nỗi đau này. Bây giờ thì bạn làm gì tôi? Ủi cho bay đầu liền như láo. Bò vào đây. Ngon bò vào đây. Ending 2/2. Survive. Sống sót my friend. Tuyệt vời. Game quá đỉnh luôn. Game được tạo bởi ai đây? Mohamed B. Charifa hả? Thêm một nhà phát hành game kinh dị. Chen trúc vào trong cái đống gọi là nhà phát hành game yêu thích của mình. Đẹp đấy, game tuyệt vời về nội dung hình ảnh, gameplay, âm thanh, nói chung là cốt truyện vân 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 vân, quá tuyệt vời luôn. Thank you for making my friend. Thank you my friend for watching nữa chứ. Cảm ơn bạn theo dõi cái. Chúc bạn bạn ngủ ngon my friend. Thank you for watching my friend. Thank you vì mấy gói hội viên ok. Bye bye ok. See you again. Xin chào và hẹn gặp lại.